Yeah. Ngày hôm nay chúng tôi là bộ ba ăn ý. Tôi đến đây với chương trình là chơi hết ý. Yeah. Chúng tôi chơi bằng cả là lý trí. Chúng tôi đến đây sẽ cần hết ký. Yeah. Và chúng tôi sẽ nói không hề có sự thầm thì. Yeah. Mệt bạn ơi, mệt. Dạ, 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 vui, 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 khúc rằng, dạ, chính là Big Boy, yes, dạ, 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 tiêu 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 Minh Phụng, dạ, come on, yo, yeah. Ngày hôm nay chúng tôi là bộ ba ăn ý, tôi đến đây với chương trình là chơi hết ý, yeah. Chúng tôi chơi bằng cả là lý trí, chúng tôi đến đây sẽ cần hết ký, yeah. Và chúng tôi sẽ nói không hề có sự thầm thì. Yeah. Mệt bạn ơi, mệt. Sao hồi nãy ở trong anh nói là để anh beatbox cho. Thiệt luôn á, làm rapper mà thiếu văn không hiểu luôn á. Hay quá. Hay quá trời hay luôn. Trời ơi, cô giáo dạy văn tới rồi. Các bạn hôm nay cô rất tự hào về các con. Các con hôm nay trả bài cực kỳ tuyệt vời luôn. Bạn you know Big Boy. Dạ. Sao cái môn con giỏi nhất con để cho hai bạn dở tệ làm vậy? Mình phải cho các bạn mới thử sức. À. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, MC Khả Như và MC Hoài Đa Bơ xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Bộ Ba Ăn Ý. Yeah. Dạ. Và vừa rồi chúng ta thấy được sự ăn ý của ba đội trưởng ngày hôm nay. Xin chào đón nghệ sĩ Hữu Đăng, rapper You Know Big Boy và nghệ sĩ Tiêu Minh Phụng. Wow, xịn lắm. Hồi nãy mọi người có suy nghĩ gì mà dám làm cái tiết mục hồi nãy vậy? Dám luôn. Dạ. Mình thử đồ ăn ý với nhau chị ạ. À vậy hả? Với lại mình trải nghiệm thôi chứ sao mà chị dùng cái từ dám làm vậy? Một cái đó là cấm tụi em làm. Không muốn cấm nhưng mà không nên. Trời ơi Đặng ơi, sao cái gì em cũng gan hết trơn vậy Đặng? You know Big Boy người ta đọc rap xịn vậy đó mà. Phụng ơi, dạ. Sao em dám để cho bạn beatbox mà em dám đọc vậy? Trời ơi, chị không biết là cái mục tiêu của em sắp tới là em phải tham gia một cái chương trình rap gì đó đó. Em ước mơ em là trở thành một rapper chuyên nghiệp. Em ơi, em rap dạ. Lego, em rap hình, rap này, rap hồng. Rap bàn, rap ghế dạ. Chị ơi. Bớt đi rap, đọc rap giùm chị nha. Chị nói vậy thôi. Chị Như cho em đi thi với bạn nè. Ừ, đi theo bưng bàn, bưng ghế phụ bạn đi cưng. Không cho thi rapper. Không, em ơi, chào quý vị khán giả rồi về nè. Ủa, chơi mà chị. Chơi. Quên, cho chơi. Sao mà lẹ vậy? Dạ, Hữu Đăng xin gửi lời chào thương toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Bộ Ba Ăn Ý. Dạ, em You Know Big Boy xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình Bộ Ba Ăn Ý. Let's go. Dạ, còn em là Tiêu Minh Phụng xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem qua chương trình Bộ Ba Ăn Ý ạ. Wow. Ngày hôm nay ba đội trưởng không cần phải ăn ý với nhau bởi vì các bạn là đối thủ của nhau. Nhưng chờ đợi xem những thành viên còn lại sẽ là ai đây. Xin mời ba đội trưởng đến với vị trí của mình. Dạ. Yeah. Yeah. Sao nhìn giống như bục nhận giải thưởng nhất nhì ba quá vậy? Em xin phép từ chối. Bây giờ sao lấy hình? Em thấy dễ thương mà. Chị sao? Tụi em đang ngồi bằng nhau mà. Bằng nhau. Bằng em... nhau rồi. Dạ. Trời nhìn ơi. Là bằng nhưng mà bằng mặt không bằng lòng á. Chơi à. Sao cho người ta thấy mình dễ thương coi. Đâu quay mặt qua nói chuyện với Phụng coi. Phụng ơi. Sao vậy anh? Ơi, dạ. Em khỏe không? Em khỏe. Anh mỏi cổ quá. Dạ không sao, mình chơi mà. Ừ, em xuống okay. Đi Phụng. Ủa. Rồi. Hai người kia trầu lên giùm em. Dạ. Làm ơn quay lại cái trạng thái bình thường giùm em. Chứ mấy bạn chơi còn lại người ta đang nôn nóng để xuất hiện trên sân khấu lắm rồi. Yeah, bình thường lại rồi anh Hoàng ơi. Mừng quá.